quá. Siêu nhân mất đầu vùng dậy rồi. Đã quá, cuối cùng cũng thắng. Thiệt là ngầu. Không biết cảm giác đó thì như thế nào ta. Ba ơi, con muốn được làm siêu nhân. Con học giỏi thì đã là siêu nhân của ba mẹ rồi còn gì nữa. Không phải, siêu nhân là phải đi cứu thế giới như trong phim á ba. À, trong phòng thí nghiệm của ba có cái áo choàng đó. Đâu ba, cho con mượn đi cứu thế giới đi. Nhưng mà con phải làm theo ý của nó mới được, con có chịu không? Miễn sao con được mọi người ngưỡng mộ là được. Xin chào, từ giây phút này cho đến hết ngày, ngươi sẽ là siêu nhân. À, đã quá. Giờ làm gì ta? Ra ngoài giúp đỡ mọi người thôi. Đồng ý. Nào, nhanh giúp cô lao công đó đi. Mình đi cứu thế giới mà. Bạn muốn làm siêu nhân thì nghe mình đi. Đi liền. Con thiệt ngoan quá. Còn nhỏ mà giỏi ghê. Ba mẹ con chắc vui vì con lắm. Dạ, con cảm ơn cô. Nhìn đằng trước kìa, có chuột con bị té đang khóc đó. Lại đưa chuột con đó về nhà đi. Bao giờ mới cứu được thế giới đây? Chuột con ơi, em bị sao vậy? Em chạy bị té, giờ đi không nổi. May mà có con, chứ không cô không biết làm sao luôn á. Dạ, con cũng tình cờ thôi, không có gì đâu con. Em cảm ơn anh nha. Anh đi nha. Còn nữa, nhìn phía trước kìa, có bà bò già đang không nhìn thấy đường để qua đường. Đốm qua giúp bà bò đi. Ủa, mà sao Toàn làm việc đơn giản không vậy? Chán quá à. Cảm ơn con nhiều lắm. Dễ thương mà còn ngoan ngoãn nữa. Bà mẹ con sẽ vui lắm đây. Dạ không có gì. Con chào bà con đi. Vui hơn lúc đầu giúp người chưa? Giúp mọi người xong thấy vui ghê. Mà chán lắm luôn á. Mình vẫn muốn cứu thế giới rồi. Vậy mà còn chưa hiểu ra nữa hả? Thì việc lớn của bạn đó. Trời ơi, nguyên một con quái vật. Bây giờ làm sao đây hả chuyện? Không biết làm gì mà sáng giờ cứ đòi cứu thế giới. Mình đã có nghĩ là nó khó như vậy đâu. Tránh ra. Từ đâu xuất hiện đi hùng con đếm vậy? Khúc hay. Đi ngay. Đại lẽ, đâu ra mà đông dữ vậy? May mà có mọi người, chứ nếu mà không có, con không biết còn như thế nào nữa. Con đã giúp mọi người, thì mọi người không thể làm lơ mà không giúp con được. Ngoài việc học hành giúp đỡ ba mẹ, mà con có thể làm những điều nhỏ nhặt để giúp mọi người, thì đã là một siêu nhân rồi đó. Siêu nhân có nhiều ý nghĩa, không phải cứu thế giới mới là siêu nhân đâu con à. Hay quá, con hiểu rồi. Con cảm ơn mọi người. Cuối cùng cũng được đi thăm bảo tàng Hòa Bình rồi. Yeah. Ủa, mà bảo tàng Hòa Bình là gì hả Đớp? Là nơi lưu giữ lại những vết tích tàn khốc của chiến tranh. Nên mọi người đã làm ra bảo tàng này để thế hệ sau thấy được hậu quả mà tránh xa chiến tranh đó. Khốc liệt thiệt. Mà nhớ, người văn minh phải tuân theo nội quy khi tham quan nơi công cộng đó. Dạ rõ, tụi con sẽ không phá đâu. Đúng 11 giờ tập trung lại đây, ba sẽ đón. Ok. Dạ. Ngày xưa chúng ta đã từng dùng những thứ này để chiến đấu với robot sao? Ê, Đớp, qua đi coi nè. Ghê thiệt, nguyên một con robot luôn. Mà chắc đây là bản mô phỏng thôi. Sờ thử thì biết. Ê khoan, có bị không sờ vào hiện vật kìa. Trời ơi, sao bạn nhát gan quá. Để mình. Chà chà, có vẻ là đồ xịn nè Đớp. Mỗi tội hư binh thôi. Hay là thôi nha, bạn tính sạc điện cho robot chứ gì. Sạc chút xíu thôi, đủ để cục sắt này tỉnh dậy kể chuyện lịch sử cho mình nghe. Vậy mới thú vị chứ coi tranh hoài chán chết. Vậy sạc chút xíu thôi nha.
Chạy ra kìa, ông Đô Bất ơi, cho ta đang ở đâu? Các ngươi là ai? Trận đại chiến người và robot sao rồi? Ông bình tĩnh lại. Trận đại chiến nó qua lâu lắm rồi. Hòa bình đã trở lại với cả hai phe. Hòa bình là thế nào? Robot chúng ta phải chiến thắng chứ. Sao ông lại thích chiến tranh chứ? Chẳng phải hòa bình thì tốt hơn sao? Im đi. Hai đứa có làm sao không? Dạ, tụi con không sao. Nhưng mém tí nữa là tiêu rồi. Mấy đứa thấy chưa? Coi thường luật lệ nơi công cộng thì không những gây ảnh hưởng cho không gian xung quanh mà còn nguy hiểm cho bản thân nữa. Dạ, là tại con. Tại con tay máy phá phách, không tuân theo lời quy nên mới gây họa. Cháu sẽ phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Nhưng dù sao cũng rút ra được một bài học đáng nhớ đời. Dạ, cháu sẽ không bao giờ quên bài học này. Dạ, bác cho tụi con xin lỗi. Trả lại cho mình, trả lại đây. Không đời nào. Để coi, giờ đốm chạy đi đâu nữa. Đưa đây cho mình nhanh. Không được, bạn không được ăn nó. Đưa đây, đưa đây. Không được, nói không được không mà. Thôi được rồi, mình có cách này. Cách gì? Giờ chúng ta tỉ thí đi. Ai thắng, quả trứng sẽ thuộc về người đó. Cũng được, vì công lý, vì lẽ phải. Hôm nay, mình sẽ thắng bạn. Chúng ta thi xem ai hái được trái chính đó, trứng sẽ thuộc về người đó. Được thôi. Mình sẽ thắng một bự rồi. Không thể thua đốm được. Ôi, không. Tai to, sao bạn lại đến đây? May quá, không sao rồi. Một bữa xấu tính quá à. Sao hai bạn lại đánh nhau như vậy? Mình nhặt được quả trứng, mình định làm ốp la, đốm lại giành mất. Sao đốm kỳ vậy? Đây đâu phải là trứng gà công nghiệp mẹ mua chứ. Đây là trứng chim rừng. Rồi nó sắp nở thì sao? Nếu chúng ta đập ra thì chim non sẽ chết. Đốm nói có lý đó. Chúng ta cần nhờ ba đốm xem coi nó có con chim non bên trong không, rồi hãy ăn. Không được, mình đang thèm trứng mà. Đây. Đưa cho mình. Chú chim đẹp quá à. Mình đưa nó đi tìm mẹ của nó đi. Chú chim dễ thương quá à, cho mình xem với. Hả? Bạn là kẻ xấu, tham ăn. Xem chút là bạn đang ăn thịt chim non rồi đó. Đáng lẽ thấy trứng chim rơi khỏi tổ, bạn phải tìm cách trả về. Đằng này muốn chiên ốp la nó. Tại mình thèm. Hả? Thèm ăn, xấu tính. Mình biết tổ chim ở đâu nè. Vậy chúng ta đi. Nè, mình biết sai rồi mà. Hai bạn nghỉ chơi với mình hả? Mưa to ghê ha. Lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như vậy. Không biết một lát nữa hết mưa có cầu vồng không ha? Chắc là có thôi. Mưa to như vậy, trứng cầu vồng chắc chắn sẽ nở. Wow, không có gì thích thú bằng cảm giác mới mưa xong. Ý, có cầu vồng thiệt kìa. Đẹp quá ha. Hình như có cái gì lạ lạ. Sao cầu vồng này chỉ có 6 màu thôi? Cầu vồng thường là có 7 màu mà đúng không? Hả? Màu
tím nó mất tiêu rồi. Chuyện gì xảy ra với màu tím rồi? Không biết nữa. Chắc là chúng ta phải đi tìm hiểu thôi. Khởi hành thôi. Nhưng làm sao tìm được màu còn lại bây giờ? Thì mình cứ đi theo cầu vồng thôi. Tới cuối chân cầu vồng chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Giờ mình đi lại mấy cái trứng cầu vồng xem có con gì ăn mất nó không. Con không muốn xa mẹ đâu. Ngoan nào con trai, con đã lớn rồi, con phải ra đó với các anh chị của con chứ. Nhưng mà không có mẹ thì buồn lắm. Xin chào trứng tím. Anh là Đốm, anh tới đây để tìm hiểu tại sao cầu vồng trên kia chỉ có 6 màu thôi. Thì ra em còn ở đây. Cầu vồng có 6 màu thì làm sao hả anh? Anh nghĩ là mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình. Nhiệm vụ hiện tại bây giờ của anh là học thật giỏi, để sau này lớn lên thành một người có ích. Còn em, anh nghĩ nhiệm vụ của em là ở trên kia kìa, mang vẻ đẹp tới cho muôn loài. Nếu em cứ mãi trốn với mẹ thì cầu vồng sẽ không bao giờ đẹp nữa. Có đúng vậy không hả mẹ? Đúng rồi đó con trai. Mẹ con mình vẫn có thể gặp nhau ở trên trời mà. Tạm biệt các anh. Hẹn gặp mẹ trên đó. Đúng là nhà khoa học số 1 luôn á. Cho hỏi, đây có ai là nhà khoa học chuyên nghiên cứu đủ thứ trên đời không? Chính là tôi đây. Mời vào nhà chơi. Chuyện là thế này, tôi vốn cũng là loài chim, nhưng tôi đã tập bay đủ kiểu mà chẳng thế nào bay được. Tôi cũng là chim mà, tôi muốn được bay một lần thôi, anh giúp tôi được chứ. Chim cánh cụt vốn tiến hóa đã thích nghi với môi trường giá rét rồi, đôi cánh còn chút xíu, sao mà bay được? Nha, nha, anh là nhà khoa học đại tài mà. Ha, có cách rồi. Chúng ta không bay lên được là vì có trọng lực của trái đất giữ chúng ta lại. Hai vật có khối lượng thì luôn hút nhau, mà trái đất thì nặng hơn chúng ta rất là nhiều lần, nên chúng ta mới bị trái đất hút lại đó. Ví dụ, ta có một tấm màn đang căng, ta quăng lên đó một trái dừa, tấm màn chìm xuống, rồi ta tiếp tục quăng lên đó một món đồ chơi nữa, món đồ chơi sẽ bị hút về chỗ trái dừa. Vậy nếu chúng ta có thể giảm được hút đó đi thì... Thì chúng ta sẽ bay lên. Chính xác. Đeo cái này vô, rồi dặn van trọng lực xuống. Mình bay được rồi nè. Vui quá à. Mình cũng bay được rồi nè. Cuối cùng cũng bay được một lần trong đời. Mà bay còn chậm quá. Chắc là giảm thêm tí xíu nữa đi. Đi, đừng, đừng. Trời đất ơi. Ai cứu tôi đi. Chỉ tại cái tật hấp tấp mà giờ bay ra tiếp ngoài vũ trụ luôn rồi. Lần sau cho dù có phấn khích tới cỡ nào đi nữa thì cũng phải nhớ suy nghĩ trước khi làm nghe chưa. Oh.
ơi, nhìn kìa, ông mặt trăng cũng ngủ gục giống mình trong lớp nữa kìa đó. Mắc cười ghê. Thì buổi tối ai cũng buồn ngủ chứ bộ. Hơn nữa, ông mặt trăng làm việc quanh năm thì mệt cũng là bình thường thôi. Mà ông mặt trời á, mình thấy còn chiếu sáng cho muôn loài nè, mang sự sống tới cho mọi vật được. Chứ ông mặt trăng thì có làm gì buổi tối đâu, toàn ngủ khò khò không à. Được rồi, từ ngày mai ta nghỉ đi du lịch luôn cho biết. Chết rồi, mình nói vậy ông mặt trăng cũng nghe được hả? Chả biết được, mà chắc không sao đâu. Mặt trời quan trọng hơn, chứ mặt trăng thì có cũng được, không có cũng được mà. À, ông trăng đi thiệt rồi kìa. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Tin mới nhận, thủy triều bỗng nhiên dâng cao vào giữa trưa, nhiều du khách tắm biển không đề phòng đã bị cuốn vào dòng nước. Trời ơi, tình hình tệ quá, có cách nào khắc phục không hả ba nó? Thủy triều lên xuống là nhờ có lực hút của mặt trăng, bây giờ mặt trăng biến mất tiêu thì thiên tài khoa học cũng bó tay thôi. Trời ơi, nguy hiểm quá. Thấy chưa, mình đã nói mà, ai biểu mấy bạn chọc ông trăng làm gì? Thì mình đâu có ngờ là ông trăng lại quan trọng như vậy đâu. Thôi, đừng cãi nữa, tụi mình làm sai nên bây giờ mới đi sửa sai nè. Điều quan trọng nhất bây giờ là đi xin lỗi ông trăng, chứ không phải cãi lộn đâu. À, Đớp nói có lý á. Đớp, có chân kìa. Xong rồi, không kịp né rồi, thì thật đau quá. Mấy đứa có sao không? Ồ, một chiêu đánh tan thiên thạch của ông mặt trăng đây sao? Ngầu ghê. Cũng bình thường thôi, cao thủ ẩn mình mà. Ông mặt trăng ơi, tụi con xin lỗi vì đã nói về ông không tốt. Tụi con không ngờ ông là quan trọng đến cuộc sống như vậy. Ta biết trách nhiệm của mình mà. Mặt trăng rất quan trọng đối với trái đất. Nếu không còn mặt trăng nữa thì trái đất sẽ mất ổn định, hàng loạt núi lửa sẽ hoạt động và động đất thường xuyên xảy ra. Trời, nguy hiểm quá. Chưa hết đâu, mất đi mặt trăng thì trục trái đất sẽ bị đảo lộn. Mỗi ngày trên trái đất chỉ còn 6-8 tiếng mà thôi, các mùa xuân, hạ, thu, đông cũng biến mất luôn. Hả? Nhưng mấy cháu đừng có lo, vì ta sẽ không bỏ rơi trái đất đâu. Còn bây giờ thì cùng về nha. Các em trật tự. Học sinh đứng. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay cô có quà cho cả lớp nè. Cô sẽ cho mỗi bạn một hạt dưa hấu bong bóng. Lớp chúng ta sẽ thi xem ai trồng được trái dưa to nhất. Phần thưởng sẽ là một hộp bánh quy thật to. Không biết khi trồng lên thì sẽ trông như thế nào ha. Cứ trồng thử rồi sẽ biết thôi. Hộp bánh quy kỳ này của mình là cái chắc. Ủa, phần thưởng là đồ ăn mà bạn không hào hứng hả bụng bự? Trời ơi, trồng ba cái này cực muốn chết, mà chưa chắc được giải nữa. Thôi, mình không có ham. Vậy mình lãnh giải thưởng, thì đừng có xin nha. Không được, mình cũng thích ăn bánh quy lắm. Hộp bánh đó phải là của mình. Xong nhiệm vụ rồi, mai có lên được hay không thì cũng kệ. Ủa, có chuyện gì mà mấy bạn bu đông quá vậy? Trái dừa của đớm mọc rồi nè, bay lên luôn rồi. Bay được luôn kìa. Trái của mình cũng đã nở rồi, nhưng chưa bay được. Kỳ này chắc đớm nhận giải rồi. Sao mày không chịu bay lên như những trái dưa hấu khác chứ? Không thể để bánh quy lọt vào tay kẻ khác được. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem trái dưa của ai là to nhất nha.
Không hiểu sao sáng thức dậy thì trái dừa của em héo còn có nhiêu đây à? Tại mấy bạn trồng dở quá đó. Nhìn trái dừa của mình nè. Chứ không phải, tại bạn giới trò bụng bự. Mình không hiểu mấy bạn nói gì hết trơn á. Tối qua mình đã quay được cảnh bạn lén vào nhà mình phun thuốc trừ sâu hạng nặng lên trái dưa của mình. Bạn nhắm chân không lại nên bày trò đạp người khác xuống để nâng mình lên như gì? Tại mình thích ăn bánh quy quá chứ bộ. Cô vốn định chuẩn bị tất cả mỗi bạn một phần quà bánh quy để khích lệ tinh thần, nhưng có vẻ như bụng bự không được ăn rồi. Chính trái dưa của em á cũng buồn nên không bay được đó. Mình nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này mình sẽ lấy phần thưởng để làm động lực phấn đấu, chứ không phải tìm cách chơi xấu nữa. Bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Ê, hai bạn chiều nay đi qua khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Đông lạnh đã tới rồi đây, cho xin ít gỗ về bán nha. Cưới đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây, cứ chặt nó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mau chạy đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chị mới? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ hãy cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng, đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây, ta thích đốn thì đốn, có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này để khác mọc lên thôi. Cảnh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ đây tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Bọn cóp đuôi sát quá, biết làm sao đây? À, có cách. Mộng mơ hẹn nhưng mà sớm quá chừng. Có chừng đâu. Ui da, đau quá. Bạn bay cái kiểu gì vậy? Ôi, đau quá. Xin lỗi, bạn có làm sao không? Hình như cánh của mình bị bong gân rồi, không bay được nữa. Để mình gọi xe cứu thương nha. Không kịp đâu,
mình phải giao cái túi đồ này gấp lắm, không bỏ được đâu. Hay là bạn chuyển túi đồ này giúp cho mình nhé. Tại mình cũng có hẹn gấp với bạn của mình nên. Đau quá, làm sao mình chuyển đồ được đây? Thôi được rồi, để mình đi giao cho. Được vậy thì hay quá, cảm ơn bạn nhiều. Ráng lên, giao đồ lẹ đi, tôi còn về gặp con bự nữa. Cái chỗ này ghê quá vậy. Có ai ở đây không? Có, ta ở đây. Dạ, cháu tới giao đồ. Có con chim nhờ cậu giao đồ đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy mau đưa ta gói đồ, nhanh lên. Dạ. Hai anh kia, mau đứng lại, giơ hai tay lên trời. Con chết rồi. Không được chống cự, anh đã bị bắt vì tội tàng trữ chất độc. Con có biết gì đâu, tiện có một chú chim nhờ con đi giao đồ thôi mà. Đúng rồi, con có bị sao không? Con của ông bà vừa bị phát hiện đang giao chất độc cấm cho một tội phạm. Đây là tội rất nặng. Con có biết gì đâu, tại chú chim bị con bơi con cánh, con mới đưa đồ giùm thôi mà. Ôi da, đau quá. Bạn thấy cái kiểu gì vậy? Ôi, đau quá. Để mình gọi xe cứu thương nha. Không kịp đâu, mình phải giao cái túi đồ này gấp lắm, không bỏ được đâu. Thôi được rồi, để mình đi giao cho. Được vậy thì hay quá, cảm ơn bạn nhiều. Ôi da, buông ra, buông tôi ra. Ôi, ủa, cánh của bạn có sao đâu? Là giả đồ để lợi dụng người đưa chất cấm tôi. Đó, con thấy chưa, kẻ xấu luôn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng chúng ta để đạt được mục đích của chúng. Từ nay gặp người lạ nhờ đưa đồ giùm, giữ đồ giùm thì phải hết sức cảnh giác. Nếu thấy gì không ổn thì lập tức nói không và chạy khỏi chỗ đó ngay nha. Dạ, con nhớ rồi. Trả đây, trả cho mình. Bắt được mình đây là mình trả. Đó, thấy chưa, gãy cái kẹp tóc của mình rồi, bắt đền bạn đó. Thì tại cái kẹp dởm chứ bộ. Còn dám nói như vậy nữa hả? Có biết mình quý cái kẹp này lắm không? Chứ không đúng hả? Mình nói sao nói vậy thôi. Không chơi với đốm nữa đâu, bossy. Không chơi thì thôi. Không chơi thì tôi chơi với chơi với mình tôi. Bác gái bực mình rồi. Kỳ này ruột xanh tiêu chắc. Xanh nói gì mà bác không những không la mắng rồi còn vui vẻ cho rùa xanh trái cây nữa. Lạ thiệt chứ. Rùa xanh. Đớp, đi đâu có một mình vậy? Ăn trái cây không? Ăn. Ủa, hồi nãy mình thấy bác gấu giận lắm mà. Rùa xanh nói gì mà bác lại vui vẻ với bạn vậy? Biết bệnh, mình có câu từ trước mà. Ê, tay to kìa, để mình kêu bạn đó. Thôi đừng kêu. Ủa, sao vậy? Nãy mình lỡ làm hư món đồ chơi yêu thích của tay to. Mình sợ tay to giận nên đổi thừa tại cái kẹp của bạn nó dởm. Tay to vẫn giận mình. Mình biết mình có lỗi rồi. Bạn có muốn xin lỗi tay to không? Tay to giận rồi, không có nghe mình nói nữa đâu. Phải thử mới biết chứ. Tay to, mình thật sự không có cố ý làm hư kẹp của bạn. Mình biết đó là lỗi của mình. Mình xin lỗi bạn. Tha lỗi cho bạn đó. Thiệt hả? Sao tao nói quý món đồ lắm hả? Món đồ chơi đó mình quý, nhưng mà đốm đã xin lỗi mình rồi. Đốm cũng đâu có cố ý đâu.
nên mình không giận đốm nữa. Mẹ mình có nấu đồ ăn ngon lắm đó, chiều đốm với rùa xanh qua nhà mình ăn nha. Thôi mình về đây, bye bye. Thấy thần chú hay chưa? Ý của bạn, thần chú chính là lời xin lỗi hả? Đúng vậy, thần chú đó chính là cảm ơn và xin lỗi. Mỗi khi ai đó làm một điều gì cho mình, hãy bày tỏ bằng cách cảm ơn. Còn nếu như mình làm gì có lỗi với ai đó, phải mạnh dạn xin lỗi ngay. Nếu như mình có lỗi mà mình giận lỗi, thì đâu có ai nỡ giận mình thêm đâu. Đúng không nè? À, mình hiểu rồi. Giống như lúc nãy, bạn đã nhận ra lỗi của mình, xin lỗi ngay, nên bác gấu không giận bạn nữa. Và khi bác gấu cho bạn trái táo, bạn cảm ơn, nên bác cho bạn thêm một trái nữa. Đúng rồi. Mình hiểu rồi, cảm ơn rùa xanh nha. Câu thần chú của bạn thật là hiệu nghiệm quá.